Rồi, hôm nay mình sẽ khai nước cá. Xay nước mấy con cá này để nó đậu nó thấy quá rồi, vớt mấy con cá bảy màu này ra. Thấy hết luôn. Hết. Con cá bảy màu. Mình xả nước hết luôn, mình đổ hết cặn ra luôn. Tại vì giờ quá là nước đen phui lên phui hết rồi. Con nào mà không chịu ra thì chết dám chịu. Nên vớt cho ra còn sống mà. Ra anh xả nước chết dám chịu. Nha. Xả anh đổ hết luôn ra đây, anh vớt vô thì sống này, cá bảy màu này, cá bảy màu nó đẻ này. Đẻ nhiều lắm, cái con nó đẻ quá trời cái con luôn. Ốc cá và ốc đủ hết. Chung là vớt cứu mấy con cá này thôi, chứ còn vớt hết chắc không hết nổi, tại vì nó nhiều lắm, nhiều dữ lắm. Thì vớt mấy sơ sơ mấy cá bảy màu này ra, mình xả nước hết. Rồi mình xả sơ sơ ít đi để họ cho dễ vớt. Đây xả nước này. Thả nước ra để kiếm cái gỗ đi rớt, kiếm thêm cái gỗ nữa. Thôi cái nồi đó, mình xả nước này. Xả nước ra để bắt cá. Để cá nhiều lắm. Vớt hết. Cái cá này nó ngu thì nó lặn xuống dưới thì sao mà vớt nó, thấy con nào vớt con đó không biết. Cái con chà, nó đẻ cái con quá trời. Quá trời cái con này. Em chạy lại đây tao vớt là mày chết. Dáng chịu. Thấy con nào vớt con đó thôi.
không chịu ra cho tao góp thì mày chết, cả nước là chết hết. Nó bị nghẹt rồi, lấy cái cây sọt ra. Vô lấy cái đũa. Cái gì vậy trời? Trời ơi. Dĩ gì? Một dĩ 12.000 hả? Mua hộp luôn hả? Mua hộp luôn. Hả? Xong điêu. Mấy người ta nhỏ này không chịu ra là chết thôi. Em tài tượng nên đó, các tài tượng cứu mày không ra nữa, thôi không ra nữa, chết thôi, nói gì nữa. Cái con đồi nó đẻ ngập tràn hết luôn, nó tí hay tí không, này không bao giờ vớt hết các con được, nó đẻ quá nhiều. Cái con quá trời các con này. Con xin biết không? Tình này bởi vì anh phải phải ấy hết, phải đổ hết luôn, đổ hết sình ra luôn, thay nó mới sạch được. Bơm nước đi. Ừ, bơm nước đi. Nó không đủ. Thank you.
cá này nó ngu lắm, bởi vì rớt nó không chịu, nó lặn lặn không chết. Gì em đi đâu hả? Cá này ngu lắm, bởi vì vớt nó đâu được. Con cá trẻ này họ tao đổ ra hết, chết hết luôn. Mấy cá bảy màu vậy nhiều lắm, mình vớt đâu có hết này. Đẻ em, trời ơi em coi em đẻ ngập bồn, bởi vì anh nói cá này ăn bảy màu đâu nè. Trời ơi nó đen hết luôn nè, đen hết luôn như nồng nọc Cho nó đổ thế đó, để hồi thả con cá bự vô đó nhảy nhảy đâu. Nè vớt nó có được không? Rồi giờ mà đổ hết cái này ra là nó chết queo hết rồi. không đúng rồi mà đeo hả. Mạnh ghê. Con này giờ nó thay nước cho nó trong rồi mới thấy nó. Nước này nó đục ngầu rồi nó thấy nó. Mấy cá cái màu này ngu lắm, bởi vì vớt nó không chịu luôn. Nó trốn hết à. Để ngồi tao đổ mày ra cho mày chết hết. Nguyên một bầy cá bự mà đụng vô cái nó, cái nó chìm hết xuống. Đụng tới nó cái nó chìm. Chìm hết. Mình cái hà cửa luôn hả? Mấy đó nó làm lâu ghê. Giờ chưa xong. Nè, quạt quạt nãy giờ. Mấy ốc này, ốc này nuôi nó dơ quá cần nuôi ốc không ta, dơ như nào chàng xả chứ ấy. Chạy
cá này nó bị đói, nó ốm. Cá này nó có bự một miếng nào không? Nó nhôm mà. Em vớt nó lên nè. Đó. Đó. Nhân vật chính của cái hồ cá đó. Nhân vật chính. Con này không biết đực hay trái đây. Ui, em ơi. Trời ơi, đủ. Cái văng xuống dưới luôn rồi. Trời ơi. Quỷ. Mày là quỷ. Ngu á, ngu á. Văng đầy mặt hết à. Nhảy ra ngoài. Thôi. Đang, đang ẩm nó lên, nó nhảy một phát. Quỷ mày đó nhảy nữa chứ mày. Mày nhảy ra mày chết rồi, xúc dãy hết trơn luôn rồi, ngu ghê không. đó trời ơi. Rất dễ quá. Nó đại ra đi, nó nhảy nữa. Không, không làm gì nó không nhảy. Tại nãy anh rờ nó phóng Nó ra. rờ nó cái gì vậy? Rờ nó coi phóng ra luôn. Cái này đúng ngu. Cái này nó vậy đó. Đó. Xúc dãy hết luôn. Nó có bự, nó cũng vậy. Nó cũng vậy, nó bự mẹ đâu, cá này mà lâu lớn lắm. Dằn đầy vô mắt anh luôn. Để đổ ra luôn. Đổ nó bị cắn bể đó không ta. Đổ anh hướng này ha. Video kìa. Ra vậy em đụng nó nhảy ra. Ghế này không? Chưa, cái đổ đổ cái nước cái sình này ra nè. Mày giả chết hả mày? Nằm lật cái bụng lên. Láo. Nằm lật cái bụng lên giả chết. Ừ.
mạnh như quỷ vậy. Đến úp lại xúc hết cái sình. Má con cá này ngu. Ngu thì cho nó chết luôn. Cứu được con nào cứu à. Chứ giờ đông nhiều quá. Đây à. Gãy cái này để đổ anh này. Em à, ấy bọn mở rồi xịt giùm anh. À. Đây nắm chặt được. Cắt đất. Ốc chết không? Chết mà. Chết là chết. Chết này nó chìm luôn. Nó quay. Rồi xe xe nó giờ quá giờ. Con nào sống thì nó vô cốt bỏ đi.
Đâu chấm cái bồn nó bị bể ở đây nè. Để ngược rồi, để ngược. Nè em coi bố láo không? Nằm ha? Bố láo nằm nó giả chết nè, cá nằm giả chết nè, bố láo lâu lắm. Giờ em coi nè nha, anh bắt nó vô nè, nó nhảy quát nè coi. Nhảy dữ lắm. Phóng ra cái mọc à. Ngửa cái bụng lên luôn. Giờ nó bỏ nó vô đây cho nó nhảy ra. Nó nhảy ra, nó phóng ra giỏi lắm. Bởi vì nó phóng ra, nó đập đầu nó, mình sức gãy hết mấy cái ấy luôn. Giờ bắt đầu bỏ nó vô. Này, mày muốn nhảy cho mày nhảy. Nè, nhảy đi. Nè, bắt nó nè, không cần bắt đụng nó nhảy nè, phóng nè. Nhảy được đâu. Phóng. Phóng một phát bỏ theo phóng đi chứ, phóng mạnh lắm rồi, phóng ra liền. Cái khỏi bỏ ốc vô đây luôn á, nuôi mình nó thôi. Ừ. Ốc mày dơ lắm. Ừ. Nó mẹ áo không? Hãy
chạy rồi ăn, nó chạy rồi ăn. Không, mấy con ốc á, anh xịn nó có đi ra không? Nó nằm trong cái hồ nữa nước là nó đầy lên là không có ginh ra được đâu nha. Ốc nó hết được chưa? Hết chưa? Hết chưa? Hả? Không, để lựa mấy ốc đẹp bu đen á làm giống. Ốc bu đen á, ốc bu vàng cho hết. Nuôi một hai con nữa không sao. Vàng. Này thả, không cần, này thả vô cho cô Đinh nó cũng ăn nữa. À. Cô Đinh nó ngoan, họ đỡ mua. Hả? À. Đâu phải, em đập cái vỏ ra. Em để tủ lạnh á. Trời, cô Đinh em mua tôm cho nó ăn. Cái không chết. Dục đi, dục đi, nó thú. Tao đụng mày tí mày làm gì ghê. Hả? Nuôi mày này mấy năm mà đụng mày miếng cũng cho. Ra đây tao đụng miếng coi. Đụng mày tí mày giãy dữ vậy. Mày làm như cái gì hả? Nuôi mày mấy nay rồi đụng mày có miếng giãy ghê quá. Nè nè giải muốn sặc máu luôn à. Để em đi lấy cái đồ quay này quay nè. Con kia cũng vậy, có vậy không mà chết nhảy ra rồi chết 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 tư luôn này. Nè coi đây 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 đẫm miếng coi nè, máu me không nè, thấy không đó. Nhảy ra nè đó. Ừ, rồi đó nó bành nhảy ra là nó phóng á, phóng á đó. Phóng đi đâu đó. Nhảy đi đâu đây đây coi, nuôi cả năm trời rồi đụng có một miếng à đó. Giấy giấy không cho nó coi, còn sức mấy miếng giấy rồi nè, giấy sức hết luôn rồi nè. Nè máu nè, rướm máu luôn rồi. Nè con này nó hiền ăn nó muốn thôi mà đó cũng phóng ghê không, thôi chắc để nước ít thôi mà hả, phóng ra thì phóng rồi mày. Giờ chắc nhà ốc bu vàng không có bút bu đen. Thì hỏi em đâu? Thôi em ơi, để cho ấy ăn. Mình đây ăn. Chó mèo bên này không có ăn, cho nó đi. Ôi.
Cá bảy màu bỏ bên kia đi, bỏ lần thay nước cho nó khỏe. Cá bảy màu bỏ đây, mỗi lần thay nước mệt. Ốc nó chui này nữa nè. Cái này chết không? Ốc chết không? Để nó mọi mấy nó lại cho anh kia. À. Vớt em vớt không hết đâu, thì chế ra cái rổ kìa. Chế ra cái rổ kìa. Ở đây cũng có nữa. Anh có còn cái tóc mà em có không? Tóc nè. Tóc. Còn tóc nè. Anh về anh học. Cái hàm nước không? Còn cá cũng không chịu ra. Rồi. Em lấy cái rổ em vớt ra chứ em máy nó khó lắm. Vậy nè. Ghê à? Vớt vậy hả? Mẹ em chế đây nè, để cái rổ này nè, cái xong chế vô luôn. Đủ nữa này mà mày không ăn mày. Trời ơi. Bớt bắp cải mà chê không ăn mày. Đụng miếng coi. Cái gì đâu mà nhét chứ trời. Nó đụng miếng coi. Nè. Nó được bàn tay, hai bàn tay đó. Đó. Cái gì mà nhét thấy sợ luôn. Nên là râu ria vẫy rồi nó không rách, nó còn nguyên si á. Chứ không à. Đó. Bên này. Ok luôn. Cái gì đâu nuôi lâu lớn. Bắt lên bờ thì ngáp. Bắt lên bờ luôn. Đó. Con này chắc cá cái quá. Con bữa nha, cá đực cái đây coi
Vậy chứ giờ mà em mà nuôi thêm một con nữa là nó vô nó quýnh lộn nha. Quýnh lộn á. Quá. Bù vàng, bù đen, lấy cái rổ nó quét này, nhìn có cần cái thau này không? Hỏi nè. Muỗng, muỗng. Lụa lên trời, cái muỗng này không lên nữa thôi, Đâu rồi lắm. muốn chết mẹ. Lấy cái gì khều ấy mà khỏi, lên tay em luôn rồi, Rồi. lên tay rồi chết luôn Chết rồi. Đúng. rồi. Thấy người cái nó sợ, nó làm gì nó không bằng. Thôi coi, tao tao dịnh mấy miếng làm gì vậy, chạy đâu không có chạy. Chạy đâu gì, làm đây tao dịnh miếng, nó bắt miếng rồi làm gì ghê vậy. Đúng 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 đúng. Tao bắt mày nữa này, anh quay phim miếng nó có chạy nhau. Anh hôm qua lấy Ừ. nè. Ừ, mua cá thôi, mua cá dê. Dê hộ cá. Rồi qua liền nha. Qua liền nha, để tao dọn về tụi nè. Mà cho bọn mình nói nè. Thấy nghe chưa, thấy nghe chưa. Đâu rồi. Thôi á. Anh mở cửa đi luôn đúng không? Để dọn chỗ này xong đi.